ông ta ném con mèo nhỏ xuống hồ, nhưng lại nhảy ra một con hổ dữ. Người đàn ông lại đá con hổ xuống hồ. Mặt nước lập tức xuất hiện một xoáy nước khổng lồ. Ngay sau đó, từ xoáy nước nhảy ra hai người đàn ông, thấy hai người mặc áo giáp, tay cầm trường mâu, nhìn là biết không phải người thời nay. Phải chăng đây là tiên cảnh? Ngài có phải là tiên nhân ở đây không? Xin tiên nhân ban cho chúng tôi thức ăn. Chuyện gì đây? Các người là ai? Sao lại đến đây? Chúng tôi là lính canh thành của An Tây Đô hộ phủ nhà Đại Đường. Trên đường đến cổng thành, bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Kính thưa tiên nhân, chúng tôi trong thành đói khát, xin tiên nhân ban cho chút kiến thức. Tôi đâu phải tiên nhân gì, tôi chỉ là chủ một khu du lịch Elwood, một ngày chỉ bán được 3 vé, thật sự chẳng giúp được gì đâu. Chúc mừng chủ nhân đã kích hoạt hệ thống NPC. Hệ thống này có thể giúp chủ nhân tuyển người cổ đại đến làm việc và lương do hệ thống thống nhất chi trả. Tuyển người cổ đại đến làm việc lại không phải tự trả lương, ngay cả nhà tư bản thấy cũng phải rơi lệ. Tôi có thể cho các anh ăn, nhưng các anh phải làm việc cho tôi, tức là giúp tôi trong cổng khu du lịch. Dù sao các anh cũng là lính canh thành, cũng coi như đúng chuyên môn rồi. Đa tạ tiên nhân, các anh đừng gọi tôi là tiên nhân nữa. Lát nữa dọa khách du lịch chạy hết, sau này cứ gọi tôi là Tần Tổng nhé. Hai người tuy không hiểu ý nghĩa Tần Tổng, nhưng đối mặt với lệnh của tiên nhân, hai người cũng đành miệng đồng ý. Đa tạ Tần Tổng. Cùng lúc đó, trong phủ tướng quân An Tây Đô hộ phủ, biết tin có hai lính biến mất không dấu vết, một binh sĩ vội vàng báo cáo với tướng quân. Người nói hôm nay hai lính canh thành trên đường đến cổng thành đã biến mất vô tích vô tung. Vâng, thưa tướng quân, hạ quan tận mắt thấy hai người đó biến mất tại chỗ. Táo tợn, gần đây trong thành thiếu lương thảo, hai tên đó chắc chắn là bỏ thành trốn đi rồi. Người sợ bị phạt, dám bị đặt tin đồn như vậy. Hạ quan không dám lừa dối tướng quân, hai người đó thật sự biến mất không dấu vết, còn dám ngoan biện. Đúng lúc tướng quân định xử theo quân pháp, bỗng nhiên không gian trong phòng vặn vẹo, hai lính biến mất sáng nay lại đột ngột xuất hiện trong phủ tướng quân. Hai người là sao vậy? Sao lại đột ngột xuất hiện ở đây? Bẩm tướng quân, chúng tôi trên đường đến cổng thành, tình cờ vào tiên cảnh, còn gặp được tiên nhân ở đó. Trên đời thật sự có tiên cảnh sao? Vậy tiên nhân có chỉ dạy gì cho các ngươi không? Bẩm tướng quân, tiên nhân bảo chúng tôi giúp ông ấy làm việc, còn trả cho chúng tôi bổng lộc. Bổng lộc có thể đổi lấy lương thực. Nghe đến lương thực, mắt tướng quân lập tức sáng lên. Hiện tại trong thành thiếu nhất là lương thảo. Vậy lương thực các ngươi mang về đâu? Chúng tôi mới bắt đầu hôm nay, tiên nhân nói một tháng mới phát bổng lộc. Tuy nhiên, tiên nhân ban cho chúng tôi một gói muối mịn và một vật thần kỳ. Đưa lên đây cho ta xem. Trên đời lại có muối tinh tế đến thế, không có lấy một hạt tạp chất. Quả nhiên là do tiên nhân ban tặng. Tiếp theo tướng quân cầm cốc thủy tinh lên ngắm nghía. Nhìn cốc thủy tinh trong suốt, tướng quân không ngớt lời khen ngợi. Một chiếc ly pha lê tinh xạo như thế này, ngay cả hoàng thượng cũng chưa từng thấy qua. Vật này có thể coi là báu vật hiếm có trên đời, dùng để đổi lấy lương thực từ bộ tộc hồi hộp, giải quyết tình thế nguy cấp của quân ta. Tiên nhân còn chỉ thị gì khác không? Cái đó thì không, nhưng tiên nhân không muốn chúng ta gọi ông ấy là tiên nhân, mà bảo chúng ta gọi ông ấy là Tần Tổng. Tần Tổng? Đó là cách xưng hô gì vậy? Tại hạ cũng không rõ, nhưng đã là tiên nhân dặn như vậy, chúng ta cũng đành phải tuân theo thôi. Vậy các người cứ nghe lời Tần Tổng mà làm, lúc đó đổi được chút lương thực về, giải quyết tình thế cấp bách của quân ta. Bẩm, hạ quan tuân lệnh. Hai người nghe theo lệnh của tướng quân, mỗi ngày đến khu du lịch hiện đại làm việc. Dần dần hai người mới hiểu ra, đây không phải là tiên cảnh, mà là thế giới tương lai xa xôi. Hai người cũng từ lời nói của Tần Giao biết được một số sự tích về thời đại của mình. Hôm nay mới bán được 3 vé, sao lại ít hơn cả hôm qua vậy? Lục Nguyên Chính và Quách Nguyên Bồi đã làm việc 1 tháng. Xin chủ nhân xác nhận bảng lương của hai người. Nhìn bảng lương trên hệ thống, Tần Giao không nhịn được phải nhếch mép. Lương 1 tháng 270, thêm cả thường xuyên cần không nghỉ mới được 30 đồng. Nuôi một con bò còn không đủ số tiền này. Tuy cảm thấy hơi ngại khi đưa ra, nhưng lương do hệ thống quyết định và phát. Tần Giao bất lực, đành phải cầm 600 đồng hệ thống đưa và đi ra ngoài. Tần Tổng, hôm nay là mùng 1, lương tháng trước phải phát rồi. Mỗi người 300 đồng. Đây là tiền tệ ở chỗ chúng ta, có thể dùng để mua đồ. Đa tạ Tần Tổng, tiền có thể không nhiều lắm, nhưng vẫn có thể mua được khá nhiều thứ đấy. Ngày mai các cậu có nửa ngày nghỉ, có thể đến siêu thị trong khu du lịch mua những thứ các cậu cần. Thưa Tần Tổng, siêu thị có bán được thức ăn không? Tất nhiên là có. Vậy số lượng thì sao ạ? Cái đó còn tùy các cậu mua thế nào. Nếu là những thứ bình thường như gạo ngô thì mua được khá nhiều đấy. Dù sao cũng phải đợi đến sáng mai mới mua được. Các cậu có thể về hỏi tướng quân của các cậu cần những gì, chúng tôi cũng đang định vậy. Tần Tổng, vậy chúng tôi xin về trước. Hôm nay thế nào? Tần Tổng có nói gì không? Thưa tướng quân, hôm nay Tần Tổng không nói gì với chúng tôi cả. Nhưng hôm nay Tần Tổng đã phát lương cho chúng tôi. Đây là tiền của đời sau sao? Tờ giấy này đẹp thật. Không biết số tiền này mua được bao nhiêu lương thực. Gạo thì mua được 1 bao, gà vịt thì mua được 10 con. Thật sự không nhiều nhỉ. Thưa tướng quân, Tần Tổng cho chúng tôi biết sáng mai có thể dùng tiền này để đổi lấy đồ ở chợ tương lai. Tần Tổng bảo chúng tôi hỏi ý kiến tướng quân, ngài xem nên mua gì về. Chợ tương lai có gì ta cũng không rõ, ngày mai các ngươi cứ nghe theo Tần Tổng. Tần Tổng bảo mua gì thì cứ mua này. Bẩm, hạ quan tuân lệnh. Tần Tổng, chào buổi sáng, thế nào? Tướng quân của các cậu đã quyết định mua gì chưa? Tần Tổng, có thể phiền ngài một chút được không? Đừng như vậy, có gì cứ nói thẳng. Tướng quân dặn chúng tôi hỏi thêm Tần Tổng, vì chúng tôi không quen thuộc với đồ vật thời sao? Tưởng chuyện gì to tát chứ? Cứ giao cho tôi, để tôi giúp các anh chọn đồ. Cảm ơn Tần Tổng. Không, 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 việc nhỏ thế này không cần phiền ngài đâu. Tần Tổng, An Tây Đô hộ phủ của chúng tôi đang bị cô lập, quân lính canh thành đều không đủ ăn. Làm phiền Tần Tổng mua giúp chúng tôi thêm ít lương thực. Không vấn đề, các anh theo tôi đến siêu thị nhé. Nói xong, Tần Giao dẫn hai người đến siêu thị trong khu du lịch. Do khu du lịch không có du khách, trong siêu thị cũng chẳng có nhân viên,
Tần Giao đi vòng quanh siêu thị 2 lần, phát hiện toàn là đồ ăn vặt và đồ uống, chẳng có lương thực phù hợp cho họ. Điều này khiến Tần Giao hơi đau đầu. Đồ ở đây không phù hợp để các anh mua về. Thế này nhé, các anh đợi ở đây, lát nữa tôi ra ngoài mua về cho các anh. Xin nhờ Tần tổng quyết định. Thấy hai người không có ý kiến, Tần Giao liền lái xe rời khỏi khu du lịch. Thế này không ổn, họ chỉ có thể tiêu dùng trong khu du lịch. Sau này có nhiều người cổ đại đến làm việc, mua sắm sẽ rất bất tiện. Xem ra phải hoàn thiện siêu thị trong khu du lịch thôi. Chẳng mấy chốc Tần Giao đã đến một siêu thị. Dùng 600 đồng của hai người mua sắm điên cuồng, chủ yếu mua các loại gia vị, cùng với gạo, mì, các loại lương thực chính. Cuối cùng còn lại 70 đồng. Tần Giao mua một cặp bộ đàm. Chào Tần tổng, sáng nay không phải nghỉ sao? Các anh có thể đi dạo quanh khu du lịch. Không cần đứng đây đâu. Không sao đâu, Tần tổng, chúng tôi muốn đợi ngài mua đồ về, để mang thức ăn về tướng quân phủ ngay. Dù sao cũng còn nửa ngày, vậy các anh mang những vật tư này về trước đi. Cảm ơn Tần tổng. Để ủng hộ kinh phí cho kênh, mọi người hãy subscribe và cày view hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.